là MVP lần này thì sẽ đền đáp được. Mọi người, em là Nguyễn Thị Trúc Huỳnh, em sinh năm 1998. Em đã là fan của anh Phúc kể từ khi anh Phúc tham gia The Voice. Mình thích anh Phúc được khoảng 4 năm. 4-5 năm rồi. Chị là một fan cứng của Đức Phúc. Em biết tới anh Phúc là từ The Voice 2015. Em cũng là một thành viên trong FC Đức Phúc của Hà Nội. Thấy Phúc rất là dễ thương, vui tính. Sau đấy là đã thích đối đầu luôn, thích đến tận bây giờ. Nói chung là người ta nói rồi, thích một người là không có cần lý do hết á. Anh Phúc đối xử với fan rất là thân thiện, hòa đồng. Là một ca sĩ rất là nổi tiếng, thế nhưng mà rất là thân thiện với cả mọi người, cũng rất là dễ thương. Thấy anh đáng yêu, hát hay và tài giỏi ạ. Giọng hát ngọt ngào ạ. Lần này thì mình có được ekip tạo điều kiện cho mình được xem cái MV thì cảm thấy rất là vui, xong rồi cũng kiểu có một xíu kiểu hồi hộp ấy. Rất là hồi hộp và mong chờ xem là MV lần này sẽ như nào. Rất mong được xem MV ngay và luôn. Rất là hạnh phúc đấy, bởi vì là chị là gọi là fan già trong chỗ các em fan trẻ của Phúc ấy. Em cảm thấy rất là hào hứng ạ. Em rất là hồi hộp và em rất là đang mong chờ. Bây giờ mình rất sẵn sàng để xem. Bạn đã bao giờ tưởng tượng buổi cầu hôn của mình sẽ như thế nào chưa? Dẫu anh không là chàng hoàng tương lai xinh đẹp. Công phu quá nhỉ. Trời ơi, thiên thần. Em tôi tưởng là ông bột mọi người ạ, nhưng không phải, đấy là thiên thần. Không đồng ý thì đúng là tiếc quá. Dã man. Thiên thần Đức Phúc. Thần. Chàng hoàng tử. Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Từ ngày hôm nay, anh sẽ khiến cho cô gái ấy trở thành cái người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Hạnh phúc quá. Yeah, quá hạnh phúc. Trời ơi, xinh quá. Hôm nay tuyệt vời nhất trên đời. Cảm ơn. Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Cuộc đời anh là để cho em riêng em mãi thôi. Hay quá. Yeah, chúc mừng Phúc ơi, hay quá em ạ. Hay quá vậy. Xem xong MV thì kiểu cảm thấy hạnh phúc ý. Giai điệu bài hát rất là vui tươi và hay. Kiểu có những đoạn nó rất là hay và ý nghĩa. MV này nó mang lại một điều gì đó rất là ý nghĩa cho các bạn nữ trong ngày Valentine. Thật sự là rất là xúc động. Và không nói lời mà khi mà mình xem cái MV này mình có cái cảm xúc theo nữ chính luôn á. Chỉ cần nghe giai điệu thôi là mình có thể nhẩm theo được bài hát rồi. Chỉ nghe, mình mới nghe hai lần thôi mà cũng thuộc sơ sơ cái phần điệp khúc rồi. Cũng rất là cầu kỳ từ trang trí, chị nhìn thấy có những từ những cái bông hoa tươi á, rất là đẹp. Khá bất ngờ. Bất ngờ. Em cũng muốn có một buổi cầu hôn như thế. Em rất mong ngày phát hành chính thức. Em chúc anh Phúc MV lần này sẽ được 1 triệu view. Khi mà phát hành thì là sẽ đạt luôn cái top 1 trending luôn và ngay luôn. Chào Đức Phúc, chị Giang đây. Hôm nay gửi ngày rất là đặc biệt, đây là ngày làm việc cuối cùng của trong năm. Thì sau khi xem MV thì cũng chị cũng có một cái lời chúc đến Phúc là chúc Đức Phúc một năm. Trời đất ơi. Và chúc anh sớm có người yêu ạ. Oh. Oh my god. Hello. Oh my god. Fan thì cũng sẽ rất là đau, mong chờ. À! Sao thế hả? Là thế.
Ủa? Ơ kìa. Mọi người ơi. Đó, mình hy vọng là MVP lần này thì sẽ đền đáp được. Vui buồn. Ok, rồi, đây đang ngồi đây. Nào ôn lại cái nữa. Rồi. Bây giờ là khóc là vì sao này? Là vì MV hay quá hay là vì một cái lý do gì đó? Không biết là gì luôn chứ. Không biết là gì luôn. Trời ơi thương nghe. Trời ơi ông Bụt thật sự. Nhưng mà không phải ông Bụt mà lại là một thiên thần. Thiên thần đúng không? Được chứ. Cho anh vài lời cảm nhận thực lòng. Em cũng đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc của chị nhân vật chính trong MV. Thật sự là rất là xúc động. Thế. Nhưng mà tại vì gặp anh quá nên là suýt khóc. Kiểu chân thật ấy, thấy nó rất là thật chứ không giống như là mọi người đang quay MV. Hát này thì chị chắc chắn điều là lại là một cái mùa Valentine gọi là thành công rực rỡ, giống như là hơn cả yêu của Đức Phúc với anh. Sư. Trời ơi, không ngừng nói. Em nghĩ là đi đám cưới em thấy hát bài này. Wow. Đúng rồi, xem xong rồi cảm thấy hạnh phúc hay ghen tị. Xong rồi mình cũng muốn là mình phải được như thế. Chúc cho Phúc và cái MV này của Phúc khi mà phát hành là sẽ được luôn top 1 trending. Và chị sẽ là người cày view cho Phúc nhiều nhất. Thực ra clip này ra thì là mọi người đã xem MV rồi. Thì bây giờ là hy vọng là mọi người sẽ quay trở lại để xem MV ngày đầu tiên. Và đây là một trong những bạn fan săn săn của Đức Phúc may mắn được xem MV ngày đầu tiên trong khoảng thời gian sớm nhất. Hay, cuối cùng là đã xong. Gọi là một clip mà Phúc cũng đã rất là muốn làm từ rất là lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ, đến sản phẩm ngày đầu tiên này thì mới có cơ hội để làm. Đó chính là một clip để surprise bất ngờ tất cả các bạn fan, được reaction từ Nam ra Bắc. Để có thể thấy được tất cả những biểu cảm của các bạn khi mà lần đầu tiên được xem MV trước này. Không thấy được những biểu cảm của tất cả mọi người khi mà được mình bất ngờ xem sẽ như thế nào. Thì rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có bạn khóc, có bạn cười, có bạn bất ngờ, có bạn không cảm xúc. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trộm vía đã xong hết rồi. Thì Phúc chỉ hy vọng rằng là clip này cũng sẽ là một clip giải trí thật là vui vẻ và mang thật là nhiều nguồn năng lượng tích cực đến với quý vị khán giả. Và đặc biệt rằng là hy vọng quý vị khán giả sẽ xem và ủng hộ MV ngày đầu tiên thật là nhiều. Cũng như rằng là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nguồn năng lượng tình yêu thật là đẹp đó đến với tất cả bạn bè, đến với tất cả mọi người xung quanh mình, để chúng ta sẽ luôn luôn được sống trong tình yêu thương và luôn luôn được sống trong những sự ngọt ngào của tình yêu. Bye bye.